dụng di truyền học. Trong chương ứng dụng di truyền học sẽ có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là chọn giống cây trồng bằng biến dị tổ hợp. Nội dung thứ hai, tạo giống bằng phương pháp gây đột biến. Nội dung thứ ba chính là ứng dụng công nghệ gen, và nội dung thứ tư đó chính là công nghệ tế bào. Đối với chọn giống cây trồng bằng biến dị tổ hợp, chúng ta sẽ có hai phương pháp chính. Thứ nhất đó chính là tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Thứ hai đó chính là tạo ưu thế lai. Đối với tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, chúng ta sẽ có 3 bước quy trình. Bước 1, tạo các dòng thuần chủng khác nhau. Bước 2, lai giống, chọn lọc tổ hợp gen mong muốn. Bước 3 chính là cho tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, và chúng ta sẽ tạo ra được giống thuần chủng mong muốn. Còn đối với phương pháp ưu thế lai, chúng ta sẽ có những nội dung như sau, đó chính là khái niệm, cơ sở di truyền và phương pháp. Về khái niệm, con lai có năng suất cũng như là sự chống chịu, sự sinh trưởng và phát triển sẽ vượt trội hơn so với bố mẹ. Cơ sở di truyền ở đây chính là giả thuyết siêu trội. Và đối với giả thuyết này, đó chính là thể dị hợp sẽ có sức mạnh vượt trội hơn thể đồng hợp, tức là thể A lớn A nhỏ sẽ có sức mạnh vượt trội hơn thể A lớn hoặc A nhỏ A nhỏ. Về phương pháp tạo ưu thế lai, chúng ta sẽ có phương pháp tạo dòng thuần, và thứ hai đó chính là lai khác dòng, chia thành hai dạng, lai khác dòng đơn và lai khác dòng kép. Về thành tựu của phương pháp chọn giống cây trồng bằng biến dị tổ hợp, chúng ta sẽ có thành tựu áp dụng đối với cây trồng cũng như là vật nuôi. Về cây trồng có những giống lúa như LVN10 và LVN4. Chúng ngoài cái việc có sức chịu đựng cao thì sẽ có năng suất cao, hay vật nuôi đó chính là lợn BSI81 cho năng suất cao cũng như là sự thích nghi đối với môi trường tốt, sức chống chịu cao. Phương pháp tạo giống bằng phương pháp gây đột biến thì có nội dung chính như sau, chính nhất là thứ nhất là khái niệm, thứ hai là đối tượng áp dụng, thứ ba là quy trình, và cuối cùng cũng là thành tựu. Vậy thì khái niệm phương pháp gây đột biến như thế nào? Phương pháp gây đột biến là phương pháp chủ động sử dụng các tác nhân đột biến để tạo ra tổ hợp gen mong muốn. Đối tượng áp dụng của phương pháp này là gì? Thứ nhất, đó chính là vi sinh vật. Đây là đối tượng chủ yếu được áp dụng bằng phương pháp tạo giống gây đột biến. Thứ hai là thực vật, và thứ ba là động vật. Đây là đối tượng hạn chế được áp dụng phương pháp này. Về quy trình, chúng ta sẽ có 3 bước như sau. Bước 1 đó chính là xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến. Bước 2, chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn. Bước 3 đó chính là tạo dòng thuần chủng. Về thành tựu, chúng ta sẽ tạo ra được các giống cây trồng có kiểu gen đa bội như là nho 3N, dâu tằm 4N và chuối 3N. Những giống cây trồng này sẽ tạo ra năng suất cao phục vụ cho kinh tế. Về công nghệ gen sẽ có những nội dung chính như sau. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là nguyên liệu, thứ ba là quy trình, và cuối cùng cũng chính là ứng dụng của công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen. Về khái niệm, chúng ta sẽ có công nghệ gen chính là một quy trình công nghệ dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc thêm gen mới. Ba cách để biến đổi gen đó chính là đưa thêm một gen lạ, hoặc biến đổi gen có sẵn trong hệ gen, hoặc loại bỏ hoặc bất hoạt một gen trong hệ gen. Về nguyên liệu sẽ có 3 nguyên liệu chính. Thứ nhất là gen cần chuyển, thứ hai là thể truyền và thứ ba là enzyme. Trong gen cần chuyển lại chia thành gen tổng hợp nhân tạo và gen tách từ tế bào. Về thể truyền có thể là ADN nhỏ nhân đôi độc lập, hoặc thể truyền cũng có thể là plasmid hoặc virus. Về enzyme có hai loại enzyme, enzyme nối ligase và enzyme cắt giới hạn restrictase. Đối với quy trình sẽ có 3 bước chính như sau. Bước thứ nhất đó chính là tạo ADN tái tổ hợp bằng cách tách chiết ADN, cắt ADN và thể truyền bằng restrictase, sau đó nối chúng lại bằng enzyme ligase. Chúng ta sẽ có thể truyền kết hợp cùng với lại gen cần chuyển sẽ tạo được ADN tái tổ hợp. Bước thứ hai đó chính là đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Về cách để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, thứ nhất là dùng CaCl2 và thứ hai là dùng xung điện để làm giãn thành tế bào và có thể đưa ADN tái tổ hợp vào được tế bào. Và bước cuối cùng chính là phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp. Và cuối cùng, ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen. Thứ nhất, ứng dụng là tạo được động vật chuyển gen. Ứng dụng thứ hai là tạo ra giống cây trồng biến đổi gen. Và ứng dụng cuối cùng đó chính là tạo ra vi sinh vật biến đổi gen. Đối với nội dung công nghệ tế bào, chúng ta sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là đối với thực vật và thứ hai là đối với động vật. Đối với thực vật, chúng ta sẽ có 3 phương pháp công nghệ và mỗi phương pháp công nghệ này sẽ bao gồm quy trình cũng như là ý nghĩa. Chúng ta bắt đầu đi vào phương pháp đầu tiên chính là nuôi cấy tế bào và mô. Nuôi cấy tế bào và mô đó chính là dùng mô hoặc tế bào được nuôi cấy trong một điều kiện thích hợp thì nó sẽ tái sinh lại thành cây. Và ý nghĩa của việc nuôi cấy tế bào và mô chính là nhân nhanh giống cây quý hiếm và giúp cho quần thể được đồng nhất kiểu gen.
Còn phương pháp thứ hai chính là phương pháp dung hợp tế bào trần. Đối với phương pháp này, chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đó chính là loại bỏ thành tế bào trần, sau đó tiến hành dung hợp. Và trong điều kiện thích hợp thì nó sẽ tạo thành một cây lai khác loài. Ý nghĩa của việc dung hợp tế bào trần đó chính là tạo giống mang đặc điểm của hai loài. Còn phương pháp thứ ba, phương pháp nuôi cấy hạt phấn hay còn gọi là noãn chưa thụ tinh. Đầu tiên, hạt phấn noãn chưa được thụ tinh sẽ được nuôi thành mô đơn bội, mô N, sau đó xử lý cocisin sẽ tạo thành cây 2N ban đầu. Vậy thì ý nghĩa của phương pháp này đó chính là tất cả các cặp, xin lỗi các bạn, chính là cây 2N có kiểu gen đồng hợp. Về động vật thì sẽ có hai phương pháp chính. Thứ nhất là cấy truyền phôi và thứ hai là nhân bản vô tính. Đầu tiên sẽ từ một phôi ban đầu cách thành các phôi nhỏ hơn, sau đó cấy vào tử cung của các con cái. Và ý nghĩa của việc cấy truyền phôi đó chính là có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất là tạo động vật cùng kiểu gen, giúp cho nghiên cứu được di truyền cùng một kiểu gen. Thứ hai đó chính là nâng cao cái số lượng vật nuôi. Còn về phương pháp nhân bản vô tính, chúng mình sẽ có sơ đồ về những chú cừu đáng yêu như sau. Thứ nhất đó chính là sẽ lấy tế bào từ cừu cho tuyến vú, và thứ hai đó chính là lấy tế bào từ cừu cho trứng. Nuôi cấy trong một môi trường thích hợp sẽ tạo ra phôi sớm. Phôi sớm này sẽ được cấy cho cừu nhận phôi và sau đó sinh ra chú cừu Dolly. Vậy thì ý nghĩa của phương pháp nhân bản vô tính này là gì? Ý nghĩa cũng có hai ý nghĩa chính. Thứ nhất đó chính là giúp nhân bản các cá thể động vật quý hiếm, và thứ hai đó chính là tạo các cơ thể cùng kiểu hình, và nó giúp nghiên cứu được mức phản ứng của một kiểu gen. Vậy thì nội dung của chương ứng dụng di truyền học đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.